tân dân chủ, hỡi các anh chị em máu thịt Việt Nam, chúng ta do dân độc mà hình thành, vì dân chúng mà đấu tranh. Đứng dậy này, tươi cho đến mãi mãi muôn muôn về sau, là màu mỡ cho đất đai, là kết tụ của tính Việt, là tự hào, là di sản cho con cháu. Tinh và hồn luôn luôn cùng sông núi, sống thì phải cho lắm liên, mà thác cũng phải đáng tự hào, bất khuất và hùng thanh. Kết thúc nguyện, xin trân trọng kính mời Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Đệ Tam, kính mời Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý giới chức, quý đồng nhiệm và quý khán thính giả thân thương trong và ngoài nước, cùng trang nghiêm, thành kính dâng lời cầu nguyện. Chúng con lạy Đấng Tối Cao, Thượng Đế, Trời Phật và Hồn Thiên Sông Núi, các bậc tiền nhân anh hùng dựng và giữ nước, xin phù hộ độ trì, ban phước lành cho chúng con, xin che chở cho đất nước và đồng bào thân yêu của chúng con được thoát họa cộng sản và nạn chiến tranh tàn phá. Xin bảo vệ Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân và tất cả những nhà ái quốc chân chính. Xin cho chúng con thêm khôn ngoan, đoàn kết, nhẫn nại, can đảm, sáng suốt để cùng với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, dẫn đưa dân tộc Việt Nam vượt qua cơn hiểm nghèo, đến bến bờ hạnh phúc, vinh quang, trường cửu, mọi nhà được an hưởng thái bình thịnh trị của thời Thượng Nguồn Thánh Đức. Xin gìn giữ và tôi luyện cho chúng con tinh thần Việt Nam chân chính, sống thì phải cho lẫm liệt, mà thác cũng phải đáng tự hào, bất khuất và hùng anh, đúng theo gương sáng của vị lãnh đạo tinh thần của chúng con đã tuyên xưng. Lời cầu nguyện chấm dứt, xin trân trọng kính mời Đức Quốc Công Tổng thống, kính mời Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý giới chức, quý đồng nhiệm và quý khán thính giả cùng theo dõi chương trình. Trân trọng kính mời. Một thời thề vì dân chiến đấu, không ngại mình vì nước hy sinh, cho muôn đời tổ quốc quang vinh. Việt Nam Đào Minh Quân, dân đang chờ ngày vui ngon, khóa an bao lối lầm than. Việt Nam Đào Minh Quân, xây chờ đồ hồn thiêng sông núi, ánh dương lên soi sáng khắp địa cầu. Đào Minh Quân, anh hùng một lời thề vì dân chiến đấu, không ngại tình vì nước hy sinh, cho muôn đời tổ quốc quang vinh. Việt Nam Đào Minh Quân, dân đang chờ ngày vui non, xóa tan bao nỗi lầm than. Việt Nam Đào Minh Quân, thank you.
cử sĩ. Khi xưa, các vị đã khổ công dựng nước và giữ nước bằng cách cống hiến cả đời, cả sinh mạng và tâm huyết cho sự vẹn toàn lãnh thổ và an cư của giống loài. Gần đây, trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn giữa hai miền Nam Bắc, giữa chủ nghĩa tự do, cộng sản, miền Nam đã bị bức tử một cách đắng cay và oan nghiệt. Trước bàn thờ tổ quốc, tôn nhân các vị hôm nay, con là hậu duệ đạo Minh Quân, đã nhận trọng nhiệm thủ tướng của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, cùng với các đồng nhiệm và toàn dân Việt Nam, cả hải ngoại lẫn quốc nội, cùng thề hứa sẽ bằng mọi cách lấy lại đất tổ từ tay giặc Tàu, thề sẽ vực dậy chủ nghĩa quốc gia Việt Nam tự do dân chủ. Chúng con nguyện hy sinh cả đời cho nền hòa bình quê hương và cơm no áo ấm cho đồng bào. Tuy Việt Nam Cộng Hòa bị bức tử, chôn vùi nhưng chưa chết, mạch sống vẫn cuộn chảy và hiện đang trỗi dậy cùng với dòng sinh mệnh của dân tộc. Kính xin tổ tiên, các bậc tiền nhân, anh hùng tử sĩ hãy phù hộ cho chúng con. Khấn xin đến tối cao trời Phật, hồn thiên sông núi, độ trì cho con dân nước Việt mau sớm giải thể chế độ phản dân hại nước, triệt hạ được tà quyền cộng sản, lấy lại đất tổ, không làm khổ dân, để toàn dân mau sớm có ngày thanh bình hạnh phúc. Dưới sự lãnh đạo của Hồ Chí Minh và Đảng Lao động Việt Nam,
đã diễn ra cuộc cải cách ruộng đất với những án tử hình thi hành tại chỗ, những án tù dài hạn mà hầu hết nạn nhân đều chết trong khi đang bị giam cầm. Những nhân chứng sống sau đây sẽ kể cho chúng ta nghe cuộc tắm máu nhân dân cho Hồ Chí Minh phát động. Đài Á Châu Tự Do đã thực hiện một loạt các buổi phát thanh về cuộc cải cách ruộng đất trước đây tại miền Bắc, với các nhân chứng còn sống sót, với những nhận định về cuộc tàn sát dã man hàng trăm ngàn người vô tội, nhưng lại được Đảng Cộng sản Việt Nam ca ngợi là cuộc cách mạng lâm trời lỡ đất. Mở đầu là cuộc phỏng vấn ông Trần Gia Phụng về diễn biến cuộc tắm máu kinh hoàng tại nông thôn miền Bắc. Hồ Chí Minh qua thăm Bắc Kinh thân niên năm 50 rồi qua thăm Mạc Tư Khoa. Trong cuộc gặp gỡ tại Mạc Tư Khoa với Stalin thì Stalin thúc bách ông Hồ thực hiện hai việc. Thứ nhất là ông Hồ phải tái công khai Đảng Cộng sản. Việc thứ hai là ông Hồ phải đẩy mạnh cuộc cải cách ruộng đất và theo đường lối Cộng sản. Ông Hồ đã cử một cái phái đoàn sang Trung Hoa để học cái khóa học tập về chủ nghĩa Mác Lênin ở Bắc Kinh. Nhưng mà thật sự ra đó là học về cái phương thức cải cách ruộng đất theo đường lối của Tư Tổng. Và cái phái đoàn này trở về thì được Đảng Cộng sản gửi tổ chức thí điểm tất cả những nơi cùng một lúc. Thống kê chính thức của nhà nước được đăng trong cuốn Lịch sử Kinh tế Việt Nam tập 2 cho biết là đã có 172.008 người bị quy vào thành phần địa chủ và phú nông, là những người bị xếp vào loại kẻ thù của nhân dân, bị đào tận gốc, rất tận rễ, nghĩa là không bị bắn tại chỗ thì cũng bị lãnh án tù, chết trong nhà giam, như là ông Nguyễn Minh Cần, nguyên phó chủ tịch thành phố Hà Nội kể lại. Quân Tổng từng nhiều năm rồi, họ đùm bọc lẫn nhau, họ đoàn kết với nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Thế nhưng mà cuộc cải cách ruộng đất đưa về với cái khẩu hiệu căm thù giai cấp, gây cái sự hận thù, gây cái sự chia rẽ trong nông thôn. Cái thiệt hại thứ ba, người Việt Nam chúng ta sống từ xưa đến nay là theo một cái đạo lý luân thường, trẻ con phải kính trọng người lớn tuổi, con cái phục vụ cha mẹ, đấy là một cái truyền thống lâu đời. Thế mà cải cách ruộng đất về xúi con tổ cha tổ mẹ, đó là chưa nói, cho đấu thay người mang ơn lại tổ lại cái người làm ơn cho mình, một cái điểm thiệt hại về cái truyền thống tâm linh và văn hóa của dân tộc nó bị hủy hoại. Bao nhiêu đình chùa, nhà thờ họ, nhà thờ của Thiên Chúa giáo đều bị tan phá nặng nề. Những cái thiệt hại đó nói lên những cái tội ác những người lãnh đạo Việt Nam đã phạm phải. Ông Hồ Chí Minh lại theo mẫu mực của Mao Trạch Đông, gây ra không biết bao nhiêu đau thương cho dân tộc mình. Long Thị Phương đã ăn ở và có đứa con trai với Hồ Chí Minh. Sau đó, bị thủ tiêu trong tai nạn xe hơi được dàn dựng là một trường hợp rất thương tâm. Nhà văn Vũ Thư Hiên cho biết, sau khi đẻ được một đứa con với cụ Hồ thì bà ấy đòi là được phải là vợ. Thì chính cái đó đã gây ra cái chết của bà ấy, một cái chết bất đắc kỳ tử. Thì cái chết ấy là nó xảy ra trong một cái trường hợp là người ta không ai biết là bóp cổ chết trước hay là ô tô đè chết, nhưng mà người ta cho rằng bà đã cái xác chết của bà đã được đặt ra đường để ô tô cán lên. Thì cái chết đã được tiết lộ về sau này thì cái xe ô tô ấy có cả Tạ Quang Chiến. Tạ Quang Chiến tức là anh Chiến về sau là tổng cục trưởng tổng cục thể thao. Chính Chiến là một trong những bảo vệ của chủ tịch Hồ Chí Minh. Thì như thế có nghĩa là ông Hồ phải biết. Nhân dịp năm mới, mời đồng bào chiến sĩ trong cả nước và kiều bào ở nước ngoài lắng nghe thơ chúc Tết của Hồ Chủ tịch. Thưa thầy, tên là Mỹ Trung.
qua thắng trận tin vui khắp nước nhà. Làm bác sĩ đó đã giải quyết tiến lên toàn thắng sắp về ta. Và đây một sự thật hải hùng kinh hoàng ghê tởm được đưa ra ánh sáng mặt trời. Cái xác đầu tiên được tìm ra lúc 11 giờ ngày 27 tháng 3 năm 1969 trong một tư thế co quắp, xương thịt rã rời, chứng tỏ nạn nhân đã bị hành hạ một cách tàn nhẫn trước khi thi thể được chôn vùi một cách cẩu thả dưới một lớp cát mỏng. Đau khổ và hồi hộp đã làm cho hàng vạn con người có mặt tại chỗ ngạn ngào không thốt được nên lời. Những dòng nước mắt tuôn trào trên đi những bà mẹ khóc con, vợ khóc chồng, con khóc cha, khiến cho những anh em có phận sự đào cuốc hăng hái nhanh tay thêm lên. Cái xác thứ nhì hiện ra, rồi cái xác thứ ba, rồi hàng chục, rồi hàng trăm. Mỗi cái xác hiện lên tức thời có một số đồng bào nhào đến bu quanh để nhận diện, trong tiếng thổn thức, tiếng khóc chan hòa, tiếng kêu la thảm thiết hòa lẫn với mùi tanh hôi của tử khí bao trùm. Đợt đào tế đầu tiên từ ngày 27 tháng 3 năm 1969 đến ngày 4 tháng 4 năm 1969 đã tìm ra 135 xác nạn nhân đủ các hạng tuổi, ông già, bà cả, thanh niên cho đến trẻ em dưới 12 tuổi. Những thường dân này đã làm gì nên tội mà phải bị đối xử tàn ác như vậy? Trước nắm xương khô của những thân nhân đã chết một cách tức tưởi, những bà mẹ già và những cô vợ trẻ đã không ngăn được tiếng nấc nghẹn ngào hoặc tiếng kêu la thảm thiết. Và nén hương đầu tiên được cấm vội vã trước một vài thi hài bởi những bàn tay vụng dại của những người còn sống mà mắt đã mờ vì lệ đau thương. Công cuộc tìm kiếm tiếp diễn từ ngày này qua ngày khác. Vào ngày 7 và 8 tháng 4 năm 1969 lại tìm thêm được một hầm dài 850 thước chạy dài từ thôn Đông Sơn đến Đông Lộc, chứa đựng 98 xác chết khác. Trong số này, phần lớn đều còn dây trói và những dấu vết tra tấn đánh đập tàn bạo, vỡ sọ, gãy quai hàm, gãy xương sống, tay chân quẹt vặt. Đây không phải là thiên đường mà Bắc Việt và bọn tay sai giải phóng miền Nam đã hứa hẹn đem lại cho đồng bào miền Trung chăng? Mỗi một xác chết hiện lên lại tới một chứng tích của một tội ác kinh tởm khủng khiếp, chẳng khác nào tội ác của Hitler đối với dân Do Thái ngày xưa. Bắc vô đây
bàn tay như máu đồng bào, giặc từ miền Bắc vô đây, bàn tay như máu anh em. Thần thù đó cất cao trong lòng người, thần thù đó khắc sâu trong lòng tôi, lòng anh. Giặc từ miền Bắc vô đây, bàn tay chứng tích thần thù, giặc từ miền Bắc vô đây, bàn tay giết chóc hôi tanh. Giặc thù đó xâm lăng, giặc thù đó bao tàn, giặc thù đó giết hại dân lành đốt phá quê hương. Ôi vùng chỉ thiên Nam Lộc, vùng tám biên lửa máu, từ vực sâu hận thù. Dòng máu đỏ da vàng trên đất nghèo nàn đã đổ vì ai? Vì giặc thù đốt phá quê hương ta, vì giặc thù bắt giết đồng bào ta, vì giặc thù còn đó, vì giặc thù còn đó. Anh em ơi vùng lên để bảo tàng, anh em ơi vùng lên để sống lại, anh em ơi nước phố còn ta mới còn. Còn tự do là còn cơm no. Sau đây là phần 2 của bài viết Vì mẹ Việt Nam, chúng con phải đi. Trước khi vào bài viết, tôi xin trích lại 3 câu hát của bài 8 điệp khúc do nhạc sĩ Anh Việt Thu sáng tác trước năm 1975. Một bài hát rất hay, mang trong mình tình yêu của đôi lứa và tình yêu quê hương mộc mạc, bình dị và chân thật, không như âm nhạc của cộng quân chỉ toàn máu, nước mắt đồng bào xả tạo từng chữ, từng lời. Trời làm cho mưa bay răng răng, mây tím dệt thành sầu. Bàn tay năm ngón mưa xa, diều anh trong tiếng thở, đưa tiễn anh đi vào đời. Mẹ Việt Nam ơi, 20 năm ngăn lối rẽ đường về. Trời làm cho mưa bay răng răng, mây tím dệt thành sầu. Bàn tay đón gió muôn phương, bàn tay đan gối mộc, đưa tiễn anh đi vào đời. Mẹ Việt Nam ơi, ai chia ly tan tác cả ngàn đời. Tiếng hát hát trên môi, giấc ngủ ngủ trong nôi. Một đàn chim nhỏ bay khắp trời Việt Nam mến yêu. Ôi tiếng chim muông gọi đàn, mẹ Việt Nam ơi, con xin dâng hiến trọn cả đời. Không phải ngẫu nhiên, mà sau 42 năm, kể từ ngày cuộc chiến tại Việt Nam chấm dứt, Sài Gòn thất thủ, những ca khúc về sự hy sinh của người lính Việt Nam Cộng Hòa, về tình yêu của người lính, nỗi nhớ về hậu phương, khao khát hòa bình, vẫn có một sức sống bền bỉ và một chỗ đứng vững chắc trong lòng người yêu nhạc. Bởi mỗi ca khúc là một lời tâm tình làm nao lòng người nghe, không giáo huấn, không hô hào cứng nhắc, giả tạo, không có những ca từ khát máu, không xem cái gọi là Đảng Cộng sản Việt Nam lên trên Tổ quốc, mà là sự tái hiện chân thực, giàu cảm xúc về những người lính Việt Nam Cộng Hòa, người yêu, người vợ, người con của lính, nỗi niềm của những người dân, của những nghệ sĩ
nhạc sĩ trước năm 1975. Trước khi gói trọn cuộc đời trong chiếc áo trận, phủ dày bởi khói lửa xa trường, họ là những thanh niên sống dưới khung trời tự do của miền Nam Việt Nam. Ý thức được trách nhiệm của người trai trong thời loạn, họ từ giã học đường, xếp lại con đường công danh khoa bảng vào trang vở thơ mùi giấy học trò. Giã biệt người yêu trong tiếng ve ngân ngày tháng hạ, những cành phượng vĩ đỏ thắm nhẹ đông đưa trong gió, như vẫy tay tiễn người đi khoác chinh y. Bạn bè, kẻ ở người đi, nâng chén quan hà chúc tụng nhau những gì đẹp nhất. Họ hy sinh tình cảm cá nhân, gia đình, người thân, người tình, đặt bước chân vào cuộc sống quân ngũ, bảo vệ, gìn giữ quê hương. 20 năm chinh chiến, có biết bao nhiêu người lính Việt Nam Cộng Hòa đã ngủ quên trên chiến địa, trên vùng trời tổ quốc không gian, dưới lòng tổ quốc đại dương, và mãi mãi không trở về với đồng đội. Bao nhiêu người lính Việt Nam Cộng Hòa trở về bằng mỗi một tấm thẻ bài lạnh giá, hoặc ngủ im lìm trong hòm gỗ cài hoa, không bao giờ biết mặt đứa con thơ vừa cất tiếng khóc chào đời, không được nhìn thấy những dòng lệ tuôn trên khuôn mặt người vợ hiền, đầu vừa chít vội mảnh khăn tang, không được vuốt mái tóc người tình hay vị hôn thê mới vừa đeo chiếc nhẫn đính hôn tháng ngày, rồi nay tan nát tâm hồn, quấn chiếc khăn tang đang gục đầu trên quan tài gỗ được phủ lá quốc kỳ. Không được tự tay lau những giọt lệ từ dòng nước mắt khô cạn của người mẹ già yêu quý. 20 năm chinh chiến, bao nhiêu người lính Việt Nam Cộng Hòa trở về không nguyên vẹn hình hài, kẻ trở về với một hoặc hai ống tay áo dư thừa, người thì vĩnh viễn không bao giờ mặc lại được cái quần dài vì đôi chân đã gửi lại chiến trường, người thì mãi mãi sống trong bóng tối suốt quãng đời còn lại vì họ đã hiến dâng cặp mắt cho hai chữ tự do của miền Nam Việt Nam. Trong thời chiến, họ đem tấm thân gầy chống đỡ giang san. Ngày tàn cuộc chiến, họ lê tấm thân phế tàn chống đỡ tang thương bất hạnh phủ trùm lên thân phận người thua cuộc kéo dài hơn 1/3 thế kỷ. Trong lúc đất nước đang lâm nguy vì giặc xâm lăng phương Bắc, trong lúc gần hết thanh niên nam nữ thuộc mọi tầng lớp của xã hội miền Nam không phân biệt sang hèn, kinh thượng, bỏ nhà, bỏ lớp, bỏ hết tương lai của tuổi trẻ và đời người để lên đường ra biên cương chống giặc thù. Giữa lúc đất nước lầm than, muôn người khốn khổ vì chiến tranh do Hồ Chí Minh và Cộng sản mang từ Liên Xô, Trung Cộng vào để giày xéo non sông, tổ quốc. Chúng ta không thể nào quên được hình ảnh người lính Việt Nam Cộng Hòa bước trên những đống gạch vụn đổ nát, trộn lẫn xác đồng đội và giặc thù dưới từng cơn mưa đạn của địch quân răng kín cả đất trời để cắm ngọn cờ chiến thắng trên cổ thành Quảng Trị vào ngày 16 tháng 9 năm 1972. Hình ảnh
của những người lính Việt Nam Cộng Hòa tiến lên trong lửa khói mịt mờ. Những trận mưa pháo kinh hoàng của quân thủ, máu chảy theo mỗi bước chân để chiếm lại từng tấc đất của quê hương, từng căn nhà góc phố cho người dân nơi thị trấn An Lộc vào mùa hè đỏ lửa năm 1972, vân vân. Người lính Việt Nam Cộng Hòa gục ngã trên khắp các mặt trận lớn nhỏ. Thân xác của họ nát tan trong đạn pháo của quân thù để cho đất mẹ được an vui. Máu của họ tuôn chảy khắp nẻo đường đất nước, thấm vào lòng đất mẹ cho ruộng lúa xanh tươi, hoặc một phần thân thể gửi lại trên chiến trường mục giã theo thời gian. Tất cả sự hy sinh đó là để bảo vệ hai chữ tự do cho miền Nam Việt Nam. Nhưng đau đớn thay, người lính Việt Nam Cộng Hòa đã bị người bạn đồng minh phản bội, bức tử, phải buông tay súng ngày 30 tháng 4 năm 1975. Để rồi bao nhiêu người đã tuần tiết chết theo vận nước, hàng ngàn người đã bị bọn cộng sản hành quyết ngay sau khi chúng cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam. Hàng trăm ngàn quân cán chính bị đưa vào 200 trại tù khổ sai, khắc nghiệt trên hai miền Nam Bắc, nhận lãnh sự trả thù đê tiện, hèn hạ bằng những cực hình tra tấn dã man, độc ác của bọn cộng sản vô thần, khát máu. Khoảng 165.000 người đã chết trong các trại tù khổ sai. Khoảng 65.000 quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa chết mất xác vì bị thủ tiêu. Dòng đời lặng lẽ trôi qua, thoáng đó đã 42 năm. Dù các bụi thời gian có chôn vùi tất cả và mọi việc sẽ đi vào lãng quên, nhưng có những sự việc, hình ảnh sẽ mãi mãi trường tồn với thời gian, trơ gan cùng tuế nguyệt. Đó là hình ảnh sức chiến đấu phi thường và sự hy sinh cao cả của người lính Việt Nam Cộng Hòa. Những người lính Việt Nam Cộng Hòa nhắc lại dĩ vãng không phải để tiếc nuối một thời quá khứ vàng son, danh vọng. Đời người lính Việt Nam Cộng Hòa đầu đội trời quê cha, chân bước đi trên mảnh đất mẹ, đôi vai gầy bé nhỏ gánh vác cả giang san, lưng mang ba lô chiếu nặng tình yêu quê hương dân tộc. Đối diện với cái chết từng giây từng phút, đường hành quân trong rừng sâu núi thẳm, cả tháng không thấy ánh mặt trời, đôi giày trận chưa hề được tháo ra một lần, nuốt vội vã những buổi cơm gạo sấy dưới cơn mưa tầm tã, rồi tiếp bước quân hành. Cuộc đời của người lính như thế thì đâu có gì là vàng son danh vọng. Nếu có danh vọng chăng là họ hãnh diện và tự hào được khoác vào mình bộ quân phục của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Vàng son của người lính là đem máu xương để đổi lấy sự thanh bình cho quê hương. Những đứa con của mẹ Việt Nam nhắc lại dĩ vãng để cho những thế hệ trẻ sau này hiểu rõ về một quá khứ bi hùng, sự hy sinh của người lính Việt Nam Cộng Hòa. Nhờ những sự hy sinh đó mà chúng ta còn được hít thở bầu không khí tự do ngày hôm nay. Họ cũng muốn cho thế hệ trẻ đang sống trong nước hiểu rõ về tánh nhân bản và chính nghĩa của người lính Việt Nam Cộng Hòa.
người lính Việt Nam Cộng Hòa không phục vụ cho bất cứ đảng phái, tổ chức hay cá nhân nào. Người lính Việt Nam Cộng Hòa đi chiến đấu với một trách nhiệm và lý tưởng duy nhất là bảo quốc an dân. Người lính Việt Nam Cộng Hòa dù đặt bước chân trên con đường vong quốc trước hay sau đều trở thành những người lính già xa quê hương đã ổn định cuộc sống nơi xứ lạ. Người thì buồn bã khép mắt ra đi vĩnh viễn trong nỗi uất nghẹn khôn nguôi. Người thì đã về hưu sau những năm dài tạo lập cuộc sống mới nơi quê người. Ngày ngày trông về cố quốc với ánh mắt xa xăm, hơi thở mỏi mòn, chiếc bóng đời đang ngã dần về tây trên đất khách. Người thì vẫn tiếp tục cày trả nợ áo cơm. Chưa xót nào hơn khi những người trai hiên ngang mang dòng máu lạc hồng ngàn đời kiêu hãnh, lãnh trách nhiệm bảo quốc an dân, bảo vệ giang sơn tổ quốc. Những người lính Việt Nam Cộng Hòa khí hùng còn ngùn ngụt ngất trời mà thân lại thành thất trận, ngậm ngùi thay chí lớn chưa thành. Người dân đã nhận thức được thế nào là cộng sản, một đảng thối nát mục rữa như thây ma Hồ Chí Minh, nhưng vẫn còn đang uống một ly rượu cũ của cộng sản với một chiếc bình mới mà chúng ta có thể thấy ở Việt Tân. Mở ngoặc, một đảng tuy thành lập lâu nhất nhưng tới giờ chưa có đường lối đấu tranh rõ ràng, chỉ dựng lên những cuộc biểu tình để giảm sự bất mãn của người dân trong và ngoài nước. Ngoài ra chẳng làm được trò trống gì, đã vậy chìa tay xin tiền thiện nguyện. Thật là lố bịch, Việt Tân đang dùng chính cờ vàng quốc gia để chống người Việt quốc gia, dùng tiền của người Việt quốc gia để chống và du ngủ đồng bào gần 1/2 thế kỷ. Đóng ngoặc. Còn có những tên miệng mồm la lối, trình độ lý lịch không rõ ràng, ngu dốt chính trị và quân sự, ngày đêm tung tin giật gân, mở ngoặc cộng sản đổi tiền, tàu cộng đem quân sắp giết hết dân Việt Nam, đóng ngoặc. Cộng sản Việt Nam hay tàu sắp làm gì, chắc nói đám ếch này biết hết. Một số còn tung scandal tình cảm, số còn lại chửi cộng sản. Một bọn tâm thần chính trị hoang tưởng, làm cộng sản phải phì cười. Việc cá nhân ông Đào Minh Quân và chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời bị đám ếch nhái này công kích không có gì là lạ. Ngay cả cộng sản miền Nam và cộng sản Hà Nội cũng mon men muốn vào chính phủ. Có thể thấy rõ ở tên sai vặt Huỳnh Thanh Hoàng chơi trò phản phán. Vì sao vậy? Vì chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời là chính thể Việt Nam Cộng Hòa, vì nó đe dọa sự tồn vong của cộng sản, đe dọa chén cơm và danh tiếng đám ếch nhái ô hợp này. Vì chính phủ này là của người Việt quốc gia, do dân tộc mà thành hình, vì dân chúng mà đấu tranh tuyệt đối, không tham lam, độc ác, độc tài như cộng sản, nên những tên cơ hội muốn có một chỗ đứng trong chính phủ mới sẽ rất khó. Vì đó là quy luật đào thải, cho nên chúng phải chống phá đến cùng để tìm đường sống. Thời gian không còn nhiều nữa, khi chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời thành lập quân đội thì chắc chắn cộng sản cũng biết thần chết đang gọi tên mình.
giờ đây là lúc người dân nên ủng hộ hết lòng cho chính nghĩa quốc gia, chớ mắc bẫy vết dầu loang và đánh lừa dư luận của Cộng sản, Việt gian và thành phần thân cộng. Hỡi đồng bào, hỡi người trai sông núi, có nghe chăng tiếng gọi của mẹ Việt Nam? Tiếc gì dòng máu đỏ rơi xuống để đất mẹ màu xanh. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa đang chờ mong những đứa con của mẹ Việt Nam. Chúng ta phải đi tiếp những bước đi cuối cùng của những người nằm xuống. Trời làm cho mây bay răng răng, mây tím dệt thành sầu. Trùng dương sóng nước bao la, trùng dương vang tiếng gọi. Ôi sóng thiêng em về trời, mẹ Việt Nam ơi, con xin ghi khắc nguyện lời thề. Trời làm cho mưa bay răng răng, mây tím dệt thành sầu. Rừng thiêng lá đổ âm u, rừng thiêng vang tiếng gọi. Ôi núi thiêng em về nguồn, mẹ Việt Nam ơi, con xin ghi, xin khắc nguyện lời thề. Ký tên tác giả Củi Bắp Tiên Sinh. Việt Nam ơi, quê đứng lên, tay cầm tay nuôi chi anh hùng, chung sức cùng miền Tây quê hương. Việt Nam ơi, tổ quốc ta, sao lại đang đứng trên sân thờ, trong máu này còn rất quyết tôi. Đất nước này cha ông xây dựng, con cháu hùng thánh quá thương lưng, tao nở về đất của thâm lâm, để cùng nhau giành lấy thơ đồ. Các anh chị em chúng ta do dân tộc mà hình thành, vì dân chúng mà đấu tranh. Đúng vậy này, tuy đến mãi mãi muôn muôn về sau, là màu mỡ cho đất đai, là kết tụ của tính Việt, là tự hào, là di sản cho con cháu. Tinh và hồn luôn luôn cùng sông núi, sống thì phải cho lắm liên, mà phá cũng phải đá tự hào. Đây là chương trình tiếng nói quốc hội được phát thanh từ thủ đô Sài Gòn, quốc gia Việt Nam Cộng Hòa. Lần đại ta được tiếp nối từ đại nhất và đại nhị do ngài tổng thống Đào Hữu Quốc Nhật trọng nhận từ ba thế hệ lão niên, trung niên và thanh niên. American Airlines, but they got their Mark Morgan yesterday morning and drove here. They're here today. Ron Scott, you're somewhere up there, out there. I don't know where they are, but we love you. And last but not least, because we are fighting for this country, we don't want to become a communist. You know what? Home. I want to bring attention to a group, a delegation from Vietnam, from the Republic of Vietnam. They're standing back up their country and they're taking communism out. They approached me yesterday. I spent several hours with them and I was able to get them in front of General Flynn today, where they presented General Flynn with a document about crimes against humanity, and they want General Flynn to be the director and helping take back and prosecute the people that are responsible for the crimes against humanity, not only in their country, but we want them to do it here. And this is done by we the people, through our own environmental court, a court that is recognized by Congress, and it's American citizens standing up and doing this again. The delegation, are you here? Right here. Oh, right here. There you are. Come up really quickly. Thank you.
Và chiều trên khắp quê hương Việt Nam, trên cầu dân ý sạch bóng hung đô tham tàn. Chiều chiều người dân hân hoan bầu cho chúng danh, bầu đào minh quân thương dân vì nước quên mình. Đoàn kết chung dựng xây tổ quốc ta chiều hùng. Rồi một ngày mai tương lai Việt Nam sáng tươi, một trời hạnh phúc sống thiên đường giữa thế gian. Bình minh tỏa chiếu trên khắp quê hương Việt Nam, xin cầu dân ý sạch bóng hung nô tham tàn. Chiều chiều người dân hân hoan bầu cho chiến tranh, bầu đào minh quân thương dân vì nước quên mình. Đoàn kết chung rừng xây tổ quốc ta kiều hùng. Rồi một ngày mai tương lai Việt Nam sáng tươi, một trời hạnh phúc sống thiên đường giữa thế gian. Chúng cầu dân ý bầu đào minh quân, chúng cầu dân ý bầu đào minh quân, chúng cầu dân ý bầu đào minh quân, chúng cầu dân ý bầu đào minh quân.